Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Nhân loại đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ văn minh, tiến bộ. Thế nhưng trong quan hệ giữa người với người, có khi lại thụt lùi còn thấp hơn cả thời kỳ của luật mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta cư xử với nhau theo kiểu ăn miếng trả miếng, giải quyết vấn đề bằng phương tiện bạo lực. Đức Giêsu đã xóa bỏ thứ luật rừng và nguyên tắc vay trả đó. Khi Ngài đòi hỏi các môn đệ phải thực thi luật bao dung, yêu cả kẻ thù và nguyên tắc bất bạo động, đừng chống cự người ác. Điều đó không có nghĩa là người môn đệ Chúa sống nhu nhược và chịu khuất phục trước sự ác. Nhưng tinh thần của lời Chúa là lòng yêu thương không biên giới, là đường dẫn đến đức ái hoàn thiện vẹn toàn. Lời này được Chúa Giêsu rao giảng trên đất nước Israel. Nhưng ngày nay, ngay trên vùng đất này, hàng ngày vẫn diễn ra những cuộc chiến để trả thù lẫn nhau giữa Palestine và Israel. Như vậy, luật trả thù mắt đền mắt, răng đền răng không phải chỉ nằm trong bộ luật lâu đời của người Do Thái, mà nó vẫn còn nằm trong tâm hồn, trong cuộc sống của con người thuộc mọi thời đại. Chính chúng ta cũng thường sống theo luật đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu muốn chúng ta vượt qua tâm thức trả thù một đối một này. Ai muốn lấy áo trong, cho luôn áo ngoài. Chúng ta dễ bị cám dỗ làm ngơ hoặc giả vờ không biết đến đòi hỏi này của Chúa Giêsu. Ai chạm đến một tấc đất của chúng ta chẳng bao giờ để yên, bởi vì sống nhịn nhục thường bị coi là chịu thua, chịu lép vế, là hèn nhát, là nhu nhược. Tuy nhiên, sống được đòi hỏi đó của Chúa Giêsu quả thực không phải là hèn, nhưng phải có tinh thần anh hùng tử đạo mới sống được. Không có con đường nào khác mang lại cho người đồ đệ của Chúa Kitô sự bình an nội tâm hơn là con đường của sự tha thứ và yêu thương thật sự. Đó là con đường đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp.